Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có pháp thoại và sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, mình khánh thành ngôi chánh điện này vào ngày 17 tháng 7 năm 2000, xin lỗi, năm 1997. Tháng 7 này là tu viện mình được bao nhiêu năm? Từ năm 97 tới giờ 20 26 năm. Và tu viện Trúc Lâm đây là địa điểm thứ tư. Trước cái địa điểm này mình có ba địa điểm trước. Đầu tiên là một căn nhà, kế đến một cái chung cư, kế đến là một cái nhà thờ cũ. Và sau 3 lần dời chỗ thì mình mới xây cất cái này vào cuối năm 96. 31 tháng 10 năm 96 mình khởi công xây chánh điện này. Và đến tháng 7 năm 97 mình hoàn tất. Và lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 12 tháng 7 năm 97. Bây giờ là 26 năm. Có những em Phật tử nó sanh vào tháng 7 năm 97, cho nên lâu lâu gặp nó là nhớ năm năm tuổi của chùa. Tùa nó bao nhiêu tuổi là chùa cũng được bao nhiêu tuổi. Thưa đại chúng, hôm nay trong giờ pháp thoại hàng tuần có quý Phật tử phụ huynh ở xa cũng về tham dự, thì chúng ta đang có khóa tu mùa hè cho các em trẻ ở tại tu viện Tây Thiên trong 5 ngày, từ ngày 20 cho tới 25, thì bữa nay là 3 ngày rồi. Thì các em còn trọn ngày hôm nay và trọn ngày mai. Đến sáng ngày 25 buổi trưa là sẽ hoàn mãn khóa tu. Thì sau đó chúng ta có được mấy ngày để chuẩn bị cho khóa tu người lớn. Thì năm nay có hơn 200 em tham dự, cũng như là gần 100 phụ huynh ở các nơi cũng đưa các em về tham dự. Đây là khóa tu mà các em thì hàng năm cũng khoảng này 200, 250. Đặc biệt là khóa tu này các vị cha mẹ đi tu theo các con rất là đông. Điều đó là mừng. Mai mốt không chừng phụ huynh đi đông hơn con. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú qua tới phẩm già. Và tuần rồi mình định nghĩa chữ già rồi. Tất cả những câu kinh nào mà Đức Phật có nói trong suốt 45 năm và có liên quan đến cái già, cái bệnh, đến đời sống, một trong những cái sự thật của con người, thì các vị mới gom vào trong một quyển, trong một cái phẩm tên là phẩm già. Thật ra là Kinh Pháp Cú rất là nhiều câu, nhưng mà sau nhiều lần lọc lại, soạn lại và cuối cùng á, các vị mới gom lại còn 423 câu. Dạ, chứ thật Kinh Pháp Cú thì nhiều lắm. Tại vì Đức Phật đi đến đâu, có sự việc gì xảy ra thì Ngài nói lên một bài kệ như là sự nhắc nhở. Và chính như vậy rồi sau này các vị mới gom lại và thấy câu nào cái ý tứ nó cũng gần gần với nhau thì lọc bớt lại để còn lại 400 mấy câu. Hôm nay mình học tới câu 147. Đây là câu 147. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Đó là cái thể văn như một loại, một bài thơ, một bài kệ. Còn cái câu nguyên thủy là: hãy ngắm cái thân tốt đẹp này chỉ là đống xương lỡ lói, chồng chất tật bệnh đã được người ta tưởng là êm ái, trong đó tuyệt đối không có gì trường tồn. Cái câu đó là câu Trường Hàng nguyên văn, và mình mới làm gọn câu này lại qua một bài kệ: hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Thì Đức Phật đưa ra cái hình ảnh hãy nhìn cái bong bóng. Mình có thấy cái bong bóng không? Hễ mà càng thổi thì nó làm sao?
nó càng căng, mà càng căng thì nó dễ bể. Mà cho dù cái bong bóng đó có thổi đúng mức đi nữa, mà để chừng vài ngày thì nó làm sao, nó cũng xẹp xuống. Cho nên hãy nhìn chiếc bong bóng đó, cũng giống như mình nhìn cái hoa. Hồi đó Pháp Hòa nhớ có một bài kệ mà các tổ hay nói: hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Con bướm nó đẹp thì nó hay bị dễ bị người ta bắt, người ta ép chỗ tập, thấy không? Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ. Người mình á, nhiều khi người ta không thích bông mẫu đơn, mặc dù nó là một cái loài hoa tượng trưng cho phụ nữ tròn đẹp, nhưng mà nó dễ làm sao? Nó dễ rã rời lắm. Cho nên nhiều người ta cử lắm, ta không có thích trồng bông phù dung, mấy cái bông mà nó dễ rã rời. Có nhiều người ta cũng không thích bông giả lý hương nữa. Tại sao? Chỉ nở có ban đêm thôi. Ý muốn nói là ta thấy nó cuộc đời nó ngắn ngủi, có nhiều khi người ta cử. Nhưng mà thật sự ra đó là cái quan niệm của mình thôi. Chứ còn hoa thì mình cứ chưng, vì bản chất của hoa nào thì nó cũng có khoảng thời gian của nó. Quý vị thấy một cái điện chớp không? Nó xẹt một cái thôi. Đó. Thấy bong bóng không? Nó nổi bọt thôi. Thành thử ra trong Kinh Kim Cang mới dạy mình 6 cái như đó, gọi là lục như đó. Kinh Kim Cang có câu cuối đó, gọi là thơ gì mà phải quán cái thân. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Thân của mình nó giống như là bọt bèo, giống như là một cái giấc mộng, vân vân. Cho nên Đức Phật dạy hãy xem bong bóng đẹp. Rồi đó là một cái nhìn, phải không? Cái nhìn thứ hai, chỗ chất chứa vết thương. Cái chỗ mà vết thương của mình á, nó lỡ lối và nó đau nhức. Thì trong cái thân thể của chúng ta đây, mình thấy nó lành lặn chứ nó có thể bị thương bất cứ khi nào. Có một vị hòa thượng, ngài nhận lời thỉnh của mình qua đây để chứng minh cái khóa tu mùa hè này. Tự nhiên có một ngày nọ, ngài đang làm lễ, cái nguyên một bên tai không nghe được. Chở vô bệnh viện thì bác sĩ nói là ngài có triệu chứng bị bể mạch máu. Vậy thôi. Rồi tất cả, bây giờ mình đang khỏe, mình cái chân mình đang bình thường, cái có thể mình bước xuống cầu thang mình hút chân cái trật chân. Thành ra cái chỗ nào nó lành lặn đi nữa, nó cũng có thể bị thương bất cứ lúc nào. Rồi giờ quán tới cái thứ ba nè, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Tuần tới đây Pháp Hòa có một tang lễ cho một anh Phật tử bằng tuổi Pháp Hòa. Sáng ngủ dậy còn nấu thức ăn sáng cho mẹ, nấu xong rồi còn hôn mẹ 2 cái, rồi ăn sáng với mẹ xong rồi đi vô trong nhà vệ sinh ngồi rồi đi luôn trong đó. Bằng tuổi Pháp Hòa. Thành thử quý vị thấy là Đức Phật dạy mình quán. Mà quán như vậy không phải để mình tiêu cực về cuộc đời, mà để chúng ta thấy rõ được tất cả cái hiện tượng nào trên cuộc đời này nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Hồi tối Pháp Hòa trên Tây Thiên đang ngồi làm việc, đang ngồi gõ gõ cái máy vậy, cái sấm sét nó xẹt một cái thì điện nó chớp tắt một cái rồi nó bật lên lại. Nhưng mà cái máy computer của Pháp Hòa nó tắt luôn. Cả đêm không làm gì được hết. Tưởng đâu là mình tắt đi sáng nay làm việc, rốt cuộc sáng nay cũng không làm được gì hết. Chỉ còn cái chớp tắt một cái thôi. Việt Nam mình có một vị tổ, ngài là sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm, vua Trần Nhân Tông. Chúng ta thường gọi ngài là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài là sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm đời Trần, khoảng thế kỷ thứ 13. Thì ngài có một cái bài ca đắc đạo của ngài. Thường thường các bậc thiền sư, các vị đắc đạo, tức là các ngài đắc đạo là gì? Nghĩa là các ngài đã đạt được cái chỗ thâm sâu,
nhận ra được chân lý của cuộc đời, cho nên gọi là đắc đạo. Đắc đạo nghĩa là các ngài thấy rõ được bản chất của sự của các việc trên đời này. Không có cái gì làm cho tâm các ngài còn bị khổ đau nữa hết. Còn mình bây giờ là còn nhiều lắm. Mình tại vì sao? Tại vì mình nhiều cái expectation, mình nhiều cái đặt để quá. Con tôi phải như thế này, chồng tôi phải như thế kia, nhà tôi phải thế nọ. Mình còn nhiều cái đặt để quá, thành thử ra mình khổ. Mà khi mình hiểu được bản chất của cuộc đời này á, không có cái gì mà nó có mặt tự nhiên mà không do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì đừng để, đừng bắt buộc nó mãi mãi. Ví dụ như cái hoa này nó đẹp không? Đẹp lắm. Nhưng mà 2 ngày, 3 ngày nữa quý vị tới thì nó không, nó y như vậy nữa. Bởi vì nó là một loài hoa do đất, do nước, do không khí, do nắng giúp nó có mặt. Thì cái gì mà duyên sinh kết hợp thì nó tạm thôi. Cho nên bắt đầu cái bài đắc đạo của ngài, cái bài ca đắc đạo của ngài bắt đầu bằng mấy câu như thế này: sanh có nhân thân, ấy là họa cả. Sanh có nhân thân, ấy là họa cả. Ai hay cốc được, mới ốc là đã. Trong này có mấy câu khó hiểu. 2 câu đầu dễ hiểu phải không? Sanh có nhân thân, tức là phàm cuộc sống này có thân người. Sanh có nhân thân, ấy là họa cả. Hãy có thân là có họa. 2 câu dễ hiểu, nhưng 2 câu sau nó hơi khó hiểu. Ai hay cốc được, chữ cốc là gì biết không? Chữ cốc là biết. Nếu mà dịch câu này là ai hay biết được, nhưng mà văn này là văn xưa. Văn xưa gọi là ai hay cốc được. Thì cái câu thứ tư là mới ốc là đã. Chữ ốc là gì? Mới, chữ ốc này nghĩa là gọi. Mới gọi là đã. Chữ đã này không phải là đã quá. Chữ đã này là đã giác ngộ, đã thấu triệt, đã đạt lý. Nếu mà cái câu này diễn theo cái văn mình bây giờ là sanh có thân người, ấy là họa cả. Ai hay biết được, mới là đạt đạo, hay là mới là thấu triệt. Trong này chỉ có mấy chữ khó hiểu thôi. Chữ cốc với chữ ốc. Cốc là biết, ốc là gọi. Mới gọi là người thấy đạo. Vậy thì cái thấy của đầu tiên là mình thấy gì? Thấy về thân của con người. Lão Tử ngài cũng có một câu như thế này: ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Tức là sở dĩ chúng ta có cái họa là tại vì chúng ta có cái thân. Nếu chúng ta không có cái thân thì họa nương vào đâu mà có. Mình có thân thì mình phải có những cái khổ, cái hệ lụy của thân. Bây giờ quý vị có tóc dài, khổ theo tóc dài. Quý vị tóc ít, khổ theo tóc ít. Quý vị tóc nhiều, khổ theo tóc nhiều. Quý vị tóc mịn, khổ theo tóc mịn. Quý vị tóc cứng, khổ theo tóc cứng. Nó mới tóc thôi nha. Mới nói tóc thôi nha. Rồi có nhiều khi mình tóc nhiều quá, không dám gọi thường. Hoặc là mà tóc mình dễ rụng, cho nên rồi phải lựa một cái loại xà phòng nào, shampoo nào mà để gọi đừng có dễ rụng. Tóc dày quá, tóc cứng quá, cắt tóc khó. Rồi nhiều khi tóc mình mới nhuộm hay sao đó, đi tắm không dám làm ướt, phải kiếm cái gì đó bịt nó lại. Cho nên đi đâu cũng xách nhiều thứ phụ tùng theo. Mới nói cái tóc, chưa nói cái mắt, cái mũi, cái môi, cái miệng. Chỗ nào có thân thể mình, mình cũng đều tìm những cái đẹp mình gắn lên hết. Cái môi mình phải làm sao cho nó đỏ đỏ, nó đẹp đẹp. Rồi như bây giờ đổi qua màu, nó đổi màu thâm cho nó đẹp.
móng tay của mình phải sơn lên cho nó đẹp, chân mày, cái mũi, chỗ nào mình cũng tô lên. Nhưng mà thiệt sự cái đó chỉ là cái ở bên ngoài thôi. Lý do nào phải làm gì? Mình muốn cho nó nhìn, cho nó đặng, coi cho nó đặng. Còn thôi coi không đặng. Mà nếu mà mình làm lỡ mà mình đã quen từ nhỏ tới lớn, mình làm đẹp rồi, bây giờ không làm khó chịu lắm, đi ra đường không đủ tự tin. Hoặc là buổi tối mình rửa mặt đi ngủ thôi chứ không dám gặp ai nữa hết á. Tại vì cái mặt chân thật của mình với cái mặt mà son phấn của mình là sáng chiều nó khác dữ lắm. Ví dụ vậy, mình có làm đi cũng chẳng có gì tội lỗi, không có gì sai hết, chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng ở đây là Phật dạy cho mình một cái nhìn thấu đáo theo tinh thần của Đức Phật, của Phật giáo, là để làm gì? Để chúng ta đừng tiếc nó, mà chúng ta phải sử dụng nó một cách thông minh, đừng phí tổn nó. Thôi bây giờ có những vị ta làm đẹp người ta đi, còn đỡ hơn những người làm tổn thương cái thân này. Chẳng hạn như mình hút thuốc, mình uống rượu, mình hút sách, tổn hại cái thân này, so ra với một người ta làm đẹp thân ta vẫn khá hơn. Dù sao đi nữa người ta làm đẹp, còn mình thì ngược lại, chẳng những không làm đẹp mà còn làm tổn hại luôn cả cái bộ phận trong cơ thể của mình. Mà cái đó mà nó hư sớm thì mình sẽ hoại sớm. Mà hễ bên trong này mà nó hư gì là da mặt mình nó biết liền. Hễ cái gan mà nó hư là da mình nó xấu, mắt mình nó vàng. Hễ cái phổi mình nó hư á, là người mình nhìn nó tiều tụy. Như vậy thì bên trong này mà hư là bên ngoài nó biểu lộ liền. Cho nên bác sĩ người ta gặp, người ta nhìn mình, một trong những cách người ta chẩn đoán bệnh, người ta nhìn mình. Nhìn mình gọi là vọng. Rồi người ta nghe cái hơi thở của mình gọi là văn. Rồi ta hỏi mình ăn được không, ngủ được không, tiêu tiểu làm sao, vân vân. Để người ta hỏi gọi là vấn. Vọng, văn, vấn, ba cái. Rồi xong người ta gom cái đó lại, người ta nói bệnh cho mình nghe. Đó là nguyên tắc chữa bệnh, gọi là vọng, văn, vấn, thuyết. Căn cứ trên nước da của anh, căn cứ trên hơi thở của anh, căn cứ trên tôi những cái ăn ngủ của anh, tôi đoán biết anh bệnh gì. Thế nên là nhiều khi người ta chưa biết mình bệnh gì, nhưng mà ta thấy cái da mặt mình lúc này sao vàng quá, đi coi coi làm sao vậy. Hay lúc này con mắt của mình nó không có thần, vân vân. Từ ở trong cái nội tạng của mình mà nó biểu lộ ra sắc thái bên ngoài. Như vậy mình biết Đức Phật dạy cho mình, nó thấy cái thân này nó vô thường, nó tạm bợ, không phải để chúng ta chán đời, mà để chúng ta biết trân quý cái thân này. Đừng có phí tổn nó mà phải sử dụng nó một cách thông minh, chính trực, chính đáng, để trước khi nó hoại, nó làm được nhiều cái điều lợi ích. Chẳng hạn như cũng trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có một câu: như nhiều cái hoa kết lại thành một tràng hoa, tức là một vòng hoa. Nhiều cái hoa nó rời rạc với nhau nhưng mà kết nó lại thì nó sẽ thành một cái vòng hoa. Cũng như vậy, ở nơi cái thân sanh tử của chúng ta, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều lợi ích. Quý vị đồng ý không? Biết bao nhiêu, nếu mà đời người này nói cho cùng thì ai cũng chết hết. Vậy mà quý vị thấy thế giới này ngày nay quá nhiều những cái phát minh từ ai? Từ con người. Và có thể những người đó bây giờ không còn, nhưng những cái phát minh của họ đã để lại cho người sau biết bao nhiêu thứ hay ho để mà chúng ta nghiên cứu, học hỏi và sử dụng. Như vậy những người đó, người ta sống người ta đâu có phí. Người ta không có làm mất đi một cái uổng phí một đời. Cho nên Ngài mới dạy mình đó, nếu mà ai thấu được cái chỗ đó đó, gọi là ai hay cóc được á, ai hay biết được cái thân này là thân tạm bợ đó, thì người đó gọi là người thấu triệt. Mới ốc là đã. Người đó mới gọi là thấu triệt được cái chân lý, cái đạo lý.
thấy không phải để chán chường. Ngày xưa trong kinh có kể thời Phật có các vị thầy, có các vị tỳ kheo nghe Đức Phật giảng xong bài pháp tứ diệu đế, Đức Phật trong đó có khổ đế đó, trong đó có cái khổ đó. Đức Phật nói thân người là khổ, là sanh già bệnh chết khổ, cầu muốn không được khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, thương yêu xa lìa khổ. Các thầy nghe Phật nói một lô khổ vậy cái hùa, nghĩa là đồng lòng với nhau đi tự vẫn hết trơn. Nói tại sao? Nói thôi trước sau cũng đời này khổ quá tự vẫn. Phật mới quở. Phật nói tôi nói cho các ông biết cái khổ đó để làm gì? Để đừng có lầm. Để đừng có lầm. Hồi nãy trong cái bài tụng của mình có một câu đó. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên. Cõi lãng quên là cõi gì? Cái cõi lãng quên là chúng ta luôn luôn sống mà chúng ta quên rằng cái thật sự của cuộc chỉ có hiện tại. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Hiện tại nói cho cùng cũng không nắm bắt được. Anh ơi, vừa anh ơi xong cái tiếng anh ơi thành quá khứ. Tích tắc thì cái tích tắc đó thành quá khứ. Đó, quý vị đến đây hồi 8 giờ rưỡi, 9 giờ rưỡi, giờ 11 rưỡi rồi. Thấy không? Như vậy thì cái hiện tại này nó cũng nghĩa là nhanh gọn đi về quá khứ thôi. Vì vậy cho nên chúng ta thấu được cái chân lý, cái lẽ thật thì chúng ta sống được bình an với nó mà không phí tổn cái thân này. Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ, chúng ta thường gọi là sư ông Trúc Lâm, trong những cái bài thơ của ngài đó mà người ta thích và người ta hay đọc cho nhau nghe, đó là bài thơ Cuộc Đời Qua Mắt Tôi. Bây giờ quý vị sẽ thấy được rằng á, mắt, cái nhìn của một thiền sư về cuộc đời. Cuộc đời qua mắt tôi, đối với một người, một vị thiền sư mà tu mà đã ngộ đạo, thấy được cái đạo lý rồi, thì đây là những cái thấy của ngài về cuộc đời này. Chiết thân tứ đại khói, ngài để một chữ ha, chiết thân tứ đại khói. Thân này là thân gì? Thân này là thân kết hợp của bốn chất đất, nước, gió, lửa, chúng ta gọi là tứ đại. Quý vị coi phim Tàu hoài đó, tứ đại giai không, A Di Đà Phật, Bần Tăng tứ đại giai không. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. À, những cái gì mà, cái chất gì mà cứng rắn trong cơ thể mình là thuộc chất đất. Thí dụ thịt nè, da nè, móng nè, răng nè, xương là thuộc chất đất. Rồi cái gì trong cơ thể mình là do nước, thí dụ máu, mủ, nước tiểu, nước mắt, mồ hôi, nó là thuộc về nước. Rồi gió là gì? Là hơi thở của mình, thở vô, thở ra. Rồi lửa là gì? Chất ấm trong người mình. Như vậy mình sống được là nhờ bốn chất này nó kết hợp với nhau. Do chất đất, nước, gió, lửa nó kết hợp. Một ngày nào đó mà nó không còn hợp tác nữa thì mình nằm đơ ra đó thôi. Còn bữa nào mà nó đánh lộn với nhau á, con rắn nước mà nó thắng á, thì mình bị cảm lạnh. Hễ mà con rắn lửa mà nó thắng á, thì mình bị sốt nóng, phải không? Mình ăn dầu mỡ nhiều quá thì con rắn lửa nó phát sinh cái bắt đầu nổi mụn, thay vì nổi hột xoàn. Hột xoàn thì không có mà mụn thì đầy đó. Vậy thì cơ thể mình là bốn chất đất, nước, gió, lửa, nhưng mà nếu mình nghĩ cho cùng á, nó kết hợp, nó sống mà mình mượn nó mỗi ngày, chứ không phải mình mượn trả trong giây phút, chứ không phải là đợi chết mới rã. Hồi sáng trước khi lên đây mượn gì rồi? Mượn hên tô nuôi rồi phải không? Mượn hên tô nuôi mới lên đây nè. Nãy giờ có trả chưa? Sáng 5 giờ là ra cái quầy cà phê đó, mượn ly cà phê rồi, mượn ly nước, mượn ly trà rồi. Mượn xong rồi 2 tiếng sau trả. Cứ hay khát nước là mượn một ly nước, mấy tiếng sau trả. Rồi đói bụng thì mượn một cái chén cơm, mượn chén mì, mấy tiếng sau trả. Trả xong rồi đói bụng mượn tiếp. Rồi là mượn trả của đất, của nước, không? Bây giờ gió nè,
Hít vô là mượn, thở ra là trả. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Như vậy quý vị có thấy là mình mượn trả trong từng giây không? Vậy thì cuộc sống này ai dám nói mấy chục năm? Không có cái gì guarantee hết. Hơi thở của mình nó sẽ dừng bất cứ lúc nào. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật hỏi mạng người trong bao lâu? Có thầy thì nói dạ bạch Đức Thế Tôn 70 năm. Phật lắc đầu, ông chưa thấy đạo. Dạ bạch Đức Thế Tôn mạng người trong 50 năm, ông chưa thấy đạo. Dạ bạch Đức Thế Tôn mạng người trong vài tháng, ông chưa thấy đạo. Có một vị tỳ kheo khác bạch Đức Thế Tôn mạng người trong hơi thở. Đức Phật gật đầu nói ông là người thấy đạo. Như vậy chữ đạo này là đạo Phật hay đạo gì? Có phải đạo Phật không? Không. Đạo này, trong cái câu này phải được hiểu là chân lý. Như vậy chúng ta dùng cái từ đạo Phật của chúng ta dùng không phải là tôn giáo. Mà đạo Phật mà chúng ta đang nói hay là chúng ta đang theo là chân lý, chứ không phải một tôn giáo có thánh thần, có một đấng tối cao nào để mình lại lục cầu xin. Vậy thì ai hỏi mình anh theo đạo Phật, vậy đạo Phật là gì? Dạ thưa đạo Phật, tôi đang theo đạo Phật là đạo chân lý, là lẽ thật của cuộc đời. Tôi sống theo cái thật. Cuộc đời vô thường, cho nên tôi biết trân quý những gì tôi đang có, để lỡ mai này nó vô thường tôi không hối tiếc. Vậy tôi hiểu vô thường để tôi sống tích cực, chứ không phải tôi hiểu vô thường để tôi tiêu cực. Phật tử mà nói vô thường mà tối ngày vô thường rồi tiêu cực là chưa thấy đạo. Mình thấy vô thường để mình sống cho thật thường, đừng có bất thường. Không cần mình phải phi thường đâu. Cứ bình thường là mừng rồi, mà khổ nổi mình bất thường nhiều hơn bình thường. Một ngày không biết giận mấy chập. Đó, vậy là mình bất thường rồi chứ gì nữa. Hỏi tại sao giận? Chị đi ngang tôi không chào. Anh kia ăn không mời tôi. Rồi tối cuối cùng á, tối ngày nghĩ cho cùng mình giận toàn là ba cái lặt vặt. Lượm ba cái miếng rác bình thường bỏ vô túi chơi vậy, để gọi là một túi rác. Trong khi đó kinh Phật, lời vàng biết bao nhiêu không lượm bỏ túi. Để cho mình sống thường, lượm chi mấy cái đó để biến mình thành người bất thường. Ai mình cũng nói người ta khùng hết á. Ai mình cũng nói người ta không bình thường hết á. Mà mình có bao giờ mình nhìn lại mình có thường không? Nhỏ đó thấy ghét. Hỏi sao vậy? Đi ngang tôi nó thấy chứ. Mình sao mình xác định? Phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, Đức Phật dạy mình thấy cái thật như vậy đó. Nói cái chuyện mình thấy cuộc đời là vô thường thôi, để mình nhận mọi việc. Ví dụ như người đó hôm qua vui vẻ với mình lắm, tự nhiên sao bữa nay lại làm mặt ngầu với mình, là vô gì? Vô thường. À, hôm qua nó vui, bữa nay chắc có chuyện gì không vui, là vô thường. Người đó vô thường, nhưng mình đừng có vô thường theo. Mình bình thường đi. Cuộc đời là vô thường, biết vậy cho nên hôm qua người ta vui, bây giờ người ta buồn. Nhận diện như là, mà đừng thêm thắt của mình vô nữa. Mình còn thêm nó, bởi vậy không ai ưa. Vân vân. Tức là mình thêm thắt vào để cho câu chuyện nó càng rối rắm thêm, cho mình càng có cái lý do để mình bực bội thêm. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc đại chúng, thấy đời vô thường để chúng ta sống thường. Cứ sống cho thật bình thường. Đó, mình biết cái hoa này nó tươi vậy chứ vài bữa nữa nó héo, cho nên bữa nào nó có héo đi nữa cũng bình thường. Cái chùa này bây giờ 26 năm rồi, bắt đầu tốn tiền rồi đó. Phải không? Có chỗ phải hư có máy nè, hư có chỗ kia. Nhà dưỡng lão mới có 13 năm mà còn hư mà. Mai hư chỗ này, mốt hư chỗ kia. Cái thân của mình nè, mình nghe người ta quảng cáo thuốc gì mình cũng uống hết á. Thuốc dưỡng da, thuốc dưỡng nhan, ăn canh dưỡng nhan.
ăn chè dưỡng nhan, cái gì mà nó tốt cho cơ thể mình cũng uống hết, thuốc mắc bao nhiêu cũng được hết, chịu cực chịu khó với nó vô cùng. Nhưng mà rốt cuộc nó làm sao? Nó cũng biến đổi, tóc cũng bắt đầu bạc, da bắt đầu nhăn. Như tuần rồi mình định nghĩa chữ già, trong kinh định nghĩa chữ già là gì? Như vậy thì những cái biến đổi đó nó là một cách rất tự nhiên, biến đổi rất tự nhiên trong cơ thể con người. Mình không bao giờ muốn tóc bạc, mà sao ngộ quá tự nhiên tới cái tuổi này là có tóc bạc. Mình thấy mình cũng ăn uống bình thường, chứ tự nhiên sao giờ mình đi xuống đi lên nó mệt hơn mấy bữa trước, năm rồi. Thì tự đó mình hiểu. Cho nên Hòa Thượng nói chiết thân tứ đại khói. Đối với Ngài, nhìn cuộc đời này, cái thân tứ đại này như một làn khói. Chiết thân tứ đại, Ngài định nghĩa nó là khói. Còn sinh hoạt trong cuộc đời này, sinh hoạt thế gian mây. Giống như những đám mây vậy đó, nó kết như hình này rồi nó rã ra. Chiết thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá. Quý vị lấy nước, quý vị để vô trong cái freezer, cái tủ đá, nó đông lại. Nhưng mà bưng ra mấy tiếng sau thì nó tan. Như vậy những cái thành công trong cuộc đời này nó giống như những khối nước đá thôi. Tại vì đủ duyên lạnh thì nó đông lại, mà đủ duyên ấm thì nó tan. Và cuộc đời này không có cái thành công nào mãi mãi. Có những người rất thành công mười mấy năm trước trong công ăn việc làm, đùng một cái bây giờ tự nhiên sa sút, cơ nghiệp bắt đầu, công ăn việc làm đi xuống và có thể đi tới phá sản, dẹp tiệm. Đâu có biết được. Cũng giống như mình thôi, hồi mình còn khỏe, còn trẻ, mình là thanh niên và thiếu nữ. Bây giờ gặp mình ta kêu cô, kêu bác, kêu chú, kêu gì, chứ không gọi chị nữa, không gọi em nữa. Thành ra người ta nhìn tướng mình, ta kêu mình, cho mình thấy buồn lắm. Tôi về kêu chú. Ta nhìn sao ta điểm tên chứ. Chiết thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan. Đó là cái nhìn của một thiền sư về cuộc đời đó, về cái thân, về sự thành tựu, về sự tan rã. Nhục vinh bong bóng chớp. Cái nhục, cái vinh nó giống như một cái bong bóng nó nổi trên 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 mặt nước vậy. Mưa nó xuống cái bong bóng nó có, nhưng mà nó tan liền. Hôm nào quý vị về bấm Google tìm một câu chuyện tràng hoa bong bóng. Đó là một câu chuyện Phật giáo. Quý vị Google nó có những câu chuyện đó, tên là tràng hoa bong bóng. Thất bại chùm bọt tan, nhục vinh bong bóng nước, lành giữ bóng chim lay. Giống như một con bóng chim nó bay qua thôi. Tháng ngày cái chớp nhoáng, phải không? Mới ngày nào đó con mình còn nằm trong nôi, rồi mình thấy nó bây giờ cái nó lớn lên, mà chẳng những nó nào đó mình đặt đâu nó nằm đó, bây giờ mình nói đâu nó cãi đó. Nó chuyện bình thường. Nếu mình khổ với cái đó là mình sẽ khổ mãi mãi. Còn mình nhận ra được rằng nó đã lớn, nghĩa là cái môi trường sống nó khác. Khi nó lớn là mình đã già. Và Pháp Hòa tuần rồi Pháp Hòa có nói đó, cứ ví dụ như trường hợp ở Việt Nam mình đó, nói họ trước tên sau, còn qua đây nói tên trước họ sau. Ở Việt Nam mình nói ngày, tháng, năm. Còn ở đây nói gì? Nói tháng, nói ngày, nói năm. Có khi có chỗ thì để năm, rồi tháng, rồi ngày. Cái gì cũng ngược hết trơn. Việt Nam mình á, là có đủ thứ từ để mình gọi bác, cậu, cô, dì, gì đó. Còn ở đây có một chữ một thôi. Không cần biết dì, cô, thím, mợ gì cũng cần biết. Auntie là xong. Mình có chú, có cậu, một chữ uncle là xong. Như vậy rõ ràng dựa mình đã thấy được cái khác biệt từ ngôn ngữ, văn hóa. Thì cái chuyện cuộc đời này nó có thay đổi. Ở Việt Nam mình khác, qua đây nó khác. Nói như vậy không có nghĩa là
mình đồng hóa, nhưng mình phải ý thức. Mình ý thức mình đang ở đâu, thời đại nào. Ngày xưa mình không biết chuyện gì trên thế gian hết trơn, tại không có internet. Còn bây giờ thế gian cái gì mình cũng biết hết. Nhưng mà coi chừng, có những cái nó không thật đâu. Mới vừa rồi đây có một cô Phật tử gọi Pháp Hòa: thầy ơi, con muốn gửi tiền ủng hộ cho thai nhi, chôn thai nhi. Pháp hỏi vụ gì? Con thấy thầy đăng kêu gọi đóng tiền để chôn thai nhi. Pháp Hòa nói em không có kêu gọi cái gì hết. Quý vị thấy không? Cho nên mình thấy những cái gì trên mạng chưa chắc nó đã là thật. Vì vậy cho nên á, trong cái bài này á, Đức Phật chỉ muốn tập cho chúng ta có một cái nhìn, mà trước hết nhìn thật về cái thân. Chưa nói nhìn những cái khác nha, mới nói nhìn thật về cái thân thôi. Bây giờ đại chúng ngồi thiền á, mấy ngày nay đó, Pháp Hòa hướng dẫn quý vị ngồi đó. Pháp Hòa có nói mấy cái này nè. Khi mà mình có một suy nghĩ nào xen vào trong khi mình ngồi mình thở đó, thì mình nhận biết mình đang có những cái tạp niệm, buông nó ra, đừng theo nó. Bất cứ cái gì nó xen vào, biết và đừng theo. Khi mình biết như vậy đó, cái đó gọi là quán tâm, nghĩa là thấy rõ tâm hành của mình, nó đang vận chuyển, nó đang vận hành. Rồi, xong rồi đó. Nếu quý vị bị đau chân, quý vị biết rõ mình đang đau chân, để tháo chân ra, ngồi lại cách khác cho cái chân mình nó dễ chịu. Cái đó gọi là quán gì? Quán thân. Như vậy mình tu á, không phải là để lấy điểm với Phật. Mình tu là để biết rõ tâm mình đang nghĩ gì. Đang tham, đang sân, đang buồn, đang vui, đang giận, đang ghét ai. Mình biết rõ về cái tâm hành của mình. Và mình biết rõ những gì đang xảy ra ở nơi thân mình, ở nơi tâm mình, ở hoàn cảnh xung quanh mình, gọi là pháp. Quán thân, quán tâm, quán pháp. Chưa nói quán thọ. Thọ là gì? Cảm thọ, mừng, vui, giận, ghét. Biết rất rõ. Ngày hôm qua mình ngồi gần cái chị đó, trời ơi, tâm sự thấy dễ thương lắm. Bữa nay sao nhìn không ưa? Là mình biết cái tâm mình nó thay đổi. Vì mình có một cái nhận định gì nào gì về người đó, bắt đầu mình mới không ưa. Thường thường á, mình buồn, vui, vẫn giận, ghét á, là do mình nhìn người ta, rồi mình phán xét, mình nhận định sao đó, để mình có những cảm thọ, những cái feeling. Tôi thấy người đó coi bộ tốt à, tôi thấy người đó coi bộ không tốt à. Mình nhìn đó, phán xét, rồi bắt đầu mình cho mình những cái cảm thọ, thoải mái hay không thoải mái. Và đây là bốn cái phương pháp thiền: quán thân, biết về thân; quán thọ, biết về những cảm thọ vui buồn của mình; quán tâm, để thấy những tâm hành nó đang vận hành trong cơ thể, trong tâm thức mình; và quán pháp là quán hoàn cảnh xung quanh xảy ra. Mình phải biết được những cái hoàn cảnh như thế nào để chúng ta adapt, sống được với nó. Mình hài hòa với cái hoàn cảnh đó mà mình không có bắt buộc gì cả. Bây giờ cái thân này nè, mình đi cái chân mình nó yếu nè. Biết cái chân nó yếu thì tự động hai cái tay mình làm gì? Vịn cái cầu thang, từ từ bước xuống. Như vậy mình biết được cái thân, để chúng ta chiều nương cái thân, để nó đừng có bị sụp đổ một cách không cần thiết. Mình hồi đó mình bình thường, mắt mình bình thường cầm vậy nè. Tới hồi đâu chừng 40-50 cái vậy nè. Có phải không? Bây giờ có ai đọc sách đọc kiểu vậy không? Hồi nhỏ mình thấy ông bà ngoại, ông bà nội mình đọc sách kiểu này là mình cười, phải không? Giờ tới phiên mình nè. Bây giờ mà đưa cái gì gần để ông thấy, đứng xa xa nheo nheo vậy nè. Đó, hình ảnh của ông ngoại mình hồi nhỏ. Mình đang trở về sống với hình ảnh của ông ngoại, ông nội mình đó. Phải không? Thành ra tự nhiên bây giờ tự con mắt mình nó vậy, nó không thấy. Thì mình phải nương theo cái nhìn đó. Mình đưa từ 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 ra, để cái nào mà nó rõ nhất mình dừng nó ngay đây. Rồi mai mốt nữa cái phải đi kiếm cái kính cho nó. Mà người nào mà dở nữa phải tìm tới cái kính lúp nữa. Rồi bây giờ á, tự nhiên á, hồi đó mình ăn cái gì mía mà mình cắn, hột dưa mình cắn, giờ để vô sao nó không được, cái bắt đầu nấu cho nó mềm.
Rồi một dạo nữa nấu mềm cũng chưa được, nó lấy kéo cắt nhỏ nhỏ ra ăn kiểu baby. Vậy thì mình biết cái răng mình ăn không được thì mình thuận theo nó để mình có thể ăn được. Cái đó gọi là tu. Tu nghĩa là mình biết được tất cả những gì đi xảy ra để mình tùy thuận với nó mà không chống bán nó. Mày chống tao hả? Hồi nhỏ hồi đó tao nhai miết còn được, mà giờ mày không chịu nhai hả? Tao nhai cho mày coi. Ai lỗ? Thì mình bị mình ăn bây giờ răng không còn mà nhai mía, thì người ta gặp mình ta nói ơi trời ơi yếu mà ra gió. Hồi đó đó Pháp Hòa không thích choàng khăn, không thích đội nón. Bây giờ hở hở là choàng khăn, lên xe ngồi chút là đội nón. Tới tuổi rồi nó không còn mà cái tự động mà nó chịu không nổi là mình phải đi kiếm cái gì mình đắp vào để cho nó phù hợp, nó đủ cái sức để mình thoải mái được. Bây giờ cái cổ lúc nào nó cũng lạnh thì lúc nào cũng cảm thấy muốn tròn cái khăn dù đang ở giữa tháng 7. Cho nên mình quán như vậy, mình thấy như vậy á, bực không có bực bội, tới tuổi rồi. Giống như chiếc xe. Tuần rồi có một bác gặp Pháp Hòa. Thầy ơi báo cho thầy hay nha. Bác sĩ nói con phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về cái đó đó. Nói cho thầy biết trước để mà thầy không thấy con, thầy biết con đang dưỡng bệnh, thí dụ vậy. Thì Pháp Hòa cũng cảm ơn bác báo cho hay. Và Pháp Hòa cũng nói thôi, chiếc xe sử dụng được 80 năm rồi, đã đến lúc bắt đầu nó hư hao và bây giờ cần phải đưa nó vô hãng. Nó coi nó hư cái nào. Bà lái mà bà quên thay nhớt. Mình over speed nhiều quá. Cách đây 2 ngày có một bác gọi Pháp Hòa thăm. Bác mới nói thầy, con chúc thầy khóa tu được khỏe nha. Mà thầy nhớ là thầy xài sức khỏe thầy ít ít thôi, thầy xài hơi hao. Thầy xài sang quá, thầy xài hao. Đến một lúc nào đó các vị thấy mình không như ngày xưa nữa thì tự động, dù các vị chưa gặp mình, chỉ nhìn qua hình ảnh nhưng thấy sức khỏe mình đã đi xuống, thì tự động các bác thương và gọi nhắc nhở. Như vậy Pháp Hòa thưa đại chúng á, bài kệ này, bài kinh này không hề có mục đích làm cho chúng ta buồn khổ, tiêu cực về cuộc đời, mà để chúng ta phải thấy được lẽ thật, để chúng ta sống mà chúng ta không tổn phí, và sống lành mạnh, sống tích cực, làm tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được. Nếu một mai mình có đi, không có gì nuối tiếc. Không có gì nuối tiếc, như hoa nó đã nở ra cho cuộc đời này và nó có tàn héo đi nữa, nó cũng không nuối tiếc gì. Ít nhất nó đã một lần, nó đóng góp cho cuộc đời này được đẹp. Pháp Hòa thường nói như vậy. Các vị hỏi Pháp Hòa chứ làm như vậy rồi mai mốt ai lo? Pháp Hòa nói nếu cứ lo người ta không lo, đời mình chẳng lo gì, rồi cuối cùng mình phí đời này, người sau cũng không có gì để lo. Mình phải tạo đi, người sau người ta lo được gì ta lo, còn hơn là không có gì để người ta làm. Thôi thì hôm nay trong cái buổi nói chuyện này mình chỉ học một câu nữa, một câu kinh thôi. Câu thứ 147 trong kinh Pháp Cú: hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Không có cái gì trường cũ hết, phải không? Mình để tiền của lại cho con cái xài hết. Mình để sách vở lại cho con, chưa chắc con cái nó đọc. Chỉ có một cái mà chúng ta có thể để được thôi, mà đó chính là cái kế lâu dài, đó là cái đạo hạnh, cái đức hạnh của chúng ta. Nói cách khác là đạo đức của chúng ta. Đó là lời dạy của người xưa. Để tiền của chưa để lại cho con, hỏng chừng con nó phá mà nó phung phí, mình hại nó hơn. Để tiền của chưa con xài phung phí. Để sách vở lại cho con, chưa chắc con nó đọc. Chỉ có một cái để lại cho con mà không mất, và đó là cái kế lâu dài, đó là đạo đức của mình.
sống như thế nào để tạo cái phước, cái đức để lại cho con cái. Bây giờ quý vị không làm được gì cho con nữa, quý vị cứ đọc sách, đọc kinh, niệm Phật, sống lành mạnh, sống không có nói, không có làm những điều xấu quấy. Đó là cái phước lành mình để lại cho con cháu của mình. Cho nên á, ngày hôm qua có một cô gặp Pháp Hòa, buồn lắm vì con mình nó không giống mình đi chùa lại Phật. Pháp Hòa nói không, nếu mà cô bắt buộc con mình nó theo cái hình ảnh này, nó chỉ là hình thức thôi. Bây giờ cô nhìn lại đời sống của nó mỗi ngày. Thứ nhất, nó có làm điều ác không? Nó có sống lành mạnh không? Chỉ cần nó làm hai điều đó là nó là đạo Phật rồi đó. Vì cái tiêu chí của đạo Phật là khuyến con người làm thiện, khuyến con người bỏ ác, chứ không phải cái chuyện mặc áo tràng, không phải cúng Phật thờ một ngày mấy lần, đi sám hối ngày ba hai tháng, một tháng hai lần. Cái đó cần làm, nhưng với cái tuổi của mình, với cái thời đại của mình. Nhưng mà cuối cùng tất cả làm cái gì đi làm vẫn phải trở về cái mục tiêu cuối cùng, cái chủ đích cuối cùng của đạo Phật muốn khuyến hóa con người là đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành. Nhưng mà bây giờ muốn làm sao để bỏ ác làm lành, con người phải có cái gốc trước, đó là giữ tâm ý trong sạch. Khi nào con người có tâm ý trong sạch, con người mới biết cái gì ác để bỏ, cái gì thiện để làm. Vì vậy cuối cùng để làm gì? Phải tịnh tâm, tập ngồi thiền, niệm Phật, trì kinh. Vì đó là trì kinh tịnh cái tâm, thêm được cái đạo lý, lấy cái đạo lý đó để mà cân đo trong cuộc sống. Chứ không phải là mình thờ cúng. Thờ cúng chỉ là bày tỏ lòng biết ơn thôi. Còn cái biết, cái cách mà bày tỏ lòng biết ơn chân thật nhất, đó là sống đừng làm việc ác, nên làm tất cả việc lành. Đó là cách trả ơn cho Phật, và đó là cách cúng dường cho Phật. Sáng ra gặp nhau đừng có nhăn, nở nụ cười chào nhau. Phật dạy cái đó gọi là nhan thí. Nhan thí là bố thí dung nhan, nụ cười. Người nào mà luôn luôn cười, gặp nhau vui vẻ, đời sau vẫn đẹp. Vì đời này mình rõ, đời này mình gặp ta mình không có nhăn. Mình gặp người ta luôn luôn mình chào hỏi, quen cũng chào, không quen cũng chào. Còn mình giờ quen thì chào, không quen lơ. Thành thử ra mình chưa kết duyên với chúng sanh. Quý vị thấy người Mỹ không? Dẫn chó đi ngang mình thôi, good morning, enjoy your day. Người Mỹ họ gieo duyên, họ kết duyên. Mình cũng vậy, đi tới shopping mình đi trước mở cửa cho người ta. Mở cửa cho người ta rồi cái thì người ta bước vô trong thì người ta sẽ làm việc gì? Ta mở cái cửa thứ hai cho mình. Như vậy mình mới tạo cái nhân, cái mình hưởng cái quả liền. Không phải sao? Cái shopping nó hai cửa. Mình mở cái lớp đầu thì người ta bước vô trước, thì ta bước vô trước thì tự động cái phép lịch sự người ta mở lớp cửa thứ hai cho mình. Nhân quả rõ ràng. Còn nếu lỡ cái tiệm đó có một lớp cửa, mình mở cho họ, họ bước vô họ nói thank you. Thành thử mình làm một hành động tốt, mình nhận được một lời cảm ơn. Thành thử ra ngày hôm qua có câu hỏi mà qua chưa trả lời, thì trong pháp đàm mình sẽ nói chuyện làm sao để tạo phước và làm sao để giải thoát. Thôi mình hết giờ rồi, chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc.
hào quang an lành, nhiên đạo uyên chuyển soi khắp cùng quần xanh, Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tâm mau viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho khói trầm thông kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Bụt. Vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông, kết đài sen rực rỡ nguyện làm ban đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi vô minh theo đường giới định tuệ, quay về trong tình thức. Chúng con kính dâng hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát. Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm phụng đối tam bảo, chỉ thành ôn tụng lời Phật dạy, quyết theo pháp Phật làm lành báo đền công ơn hóa độ. Lại trong pháp duyên hôm nay, chúng con xin hộ niệm kỳ siêu, nguyện vì hương linh trần thị đô pháp danh diệu hiền, lắm ma lệ liên ngô vinh viện pháp danh tâm thâm truyền Stephen Thanh Gia Trần Việt Hai Trần Văn Minh Vũ Thị Nệ Trần Thị Xuân Cung pháp danh Từ Xuân Đinh Văn Thắng pháp danh Quang Lời Võ Minh Sơn pháp danh Từ Thống Phạm Đức Lượng Hoàng Thị Thiềm Nguyện Văn Đàm Ngô Thị Thạch Phạm Đức Thiền pháp danh Thị Thiền Nguyện Thị Thân pháp danh Diệu Giác Phạm Giải Anh pháp Phạm Thị Ngọc Huệ Đất David, Đất Lịch, Hương Linh, Dương Chris, Nguyện Janet, Dương Sander, Dương Hà Linh Trần Vinh Phạm Danh Thanh Biểu Quang Thị Bồi Phạm Danh Đức Thu Ngô Thị Huệ Phạm Danh Diệu Đình Nguyện Thị Bành Cũng Phạm Danh Diệu Thanh Nguyện Thị Sắc Vũ Thị Thình Phạm Danh Diệu Linh Đoàn Tý Hiệu Tiên Thông Phạm Danh Hoàng An Chương linh nương nhờ tam bảo lực nghe kinh thính pháp liệu ngộ vô thường phát tâm bồ đề quy tam bảo vạn sanh tịnh độ. Hiện tiền đệ tử chúng con thân tâm an lạc gia đạo bình an sở nguyện tùy tâm viên mạng ngưỡng mong oai đức từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ. Những tâm kinh lễ phần pháp tăng thương.
thường trụ trong mười phương. Nhân tâm kinh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Nhân tâm kinh lễ liệt vị Tổ Sư qua các thời đại, từ Tây Trúc Việt Nam Đông Độ đến hải ngoại. À, kính mời đại chúng an tọa. Please take a seat. Kính mời đại chúng mở kinh trang số 4. Please turn the chanting book to page 4. Namo Tassa Bhagavato.
Evoking the Bodhisattva's name. We evoke your name, Avalokiteshvara. We aspire to learn your way of listening in order to help relieve the suffering in the world. You know how to listen in order to understand. We evoke your name in order to practice listening with all our attention and open-heartedness. We will sit listen without any prejudice. We shall sit listen without judging or reacting. We will sit listen in order to understand. We will sit and listen so attentively that we'll be able to hear what the other person is saying and also what has been left unsaid. We know that just by listening deeply, we already alleviate a great deal of pain and suffering in the other person. Lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. We evoke your name, Manjushri. We aspire to learn your way, which is to be still and to look deeply into the heart of things and into the hearts of people. We will look with our attention and open-heartedness. We will look with unprejudiced eyes. We will look without judging or reacting. We will look deeply so that we will be able to see and understand the roots of ill-being, the impermanent and selfless nature of all that is. We will practice your way of using the sword of understanding to cut through the bonds of ill-being, thus freeing ourselves and other species. Lạy Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Chúng con xin tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến. Chúng con xin tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau, để thấy được tự tánh vô thường và vô ngã của vạn vật. Chúng con xin học theo hạnh Ngài, dùng gương trí tuệ để đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi giới. We evoke your name, Samanta Bhadra. We aspire to practice your aspiration to act with the eyes and heart of compassion. We vow to bring joy to one person in the morning and to ease the pain of one person in the afternoon. We know that the happiness of others is our own happiness, and we vow to practice joy on the path of service. We know that every word, every look, every action, and every smile can bring happiness to others. We know that if we practice wholeheartedly, we ourselves may become an inexhaustible source of peace and joy for our loved ones and for all species. Lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con
và cho cả muôn loài. We invoke your name, Kisikarba. We aspire to learn your way as to be present where there is darkness, suffering, oppression, and despair, so that we may bring light, hope, relief, and liberation to those places. We are determined not to forget about or abandon those who are in desperate situations. We shall do our best to establish contact with them when they cannot find a way out of their suffering, and when their cries for help, justice, equality, and human rights are not heard. We know that hell can be found in many places on earth, and we do not want to contribute to making more hells on earth. Rather, we want to help and make the hells which already exist. We shall practice to realize the qualities of perseverance and stability which belongs to the earth, so that like the earth, we can always be supportive and faithful to those who need us. Lạy Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự, để có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng. Nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đang không còn lối thoát, những ai bị bưng bích không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đáng có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của đất, để có thể trở thành trung kiên và không kỳ thị như đất, và cũng được như đất, có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con. Xin đại chúng mở trang số 10, page 10. Trang nghiêm đài sen ngự tòa đại hùng từ phu Thích Ca đệ tử lắng lòng thanh tình bàn tay chấm lành liên hoa cung kinh hướng về việc nào tạo
Tiêu tai gian kia tường ngàn
Đường của tình thương và sự hiểu.